Dinh Trang xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VBS. Thì như thường lệ mỗi thứ sáu hàng tuần thì chị Kim Lê là chủ nhân của công ty Select Profit and Printing thuộc cơ sở chị thuộc thành phố Garden Road tọa lạc trên đường Ulysses, số nhà là số cơ sở thương mại là 11931 thuộc thành phố Garden Road, số phone là 714-553-6392. Thì sau một tuần làm việc thì hôm nay chị Kim Lê lại trở lại đến quý vị chia sẻ công việc làm của chị. Mời quý vị theo dõi. Diễm Trang xin chào chị. Kim cũng xin chào Diễm Trang và Kim cũng gửi lời chào thân ái đến quý thính giả của đài VBS. Thì cứ mỗi hàng tuần, mỗi thứ sáu sau giờ tin tức thì lại được thấy khuôn mặt của chị trên làn sóng của VBS. Yeah. Thì cảm giác khi mà chị nhìn thấy chị trên cái buổi nói chuyện của chị thì chị thấy sao? Thì mình thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Mỗi lần mà lên mình nhìn được thấy mình phải không chị? Dạ, dạ. Mà không biết là mình nói nhỏ bật mí là chị có thấy là không ngờ mình đẹp dữ như vậy không chị? Không ngờ, không ngờ nổi. Cái đó cũng phải nhờ tài make up của người thân của chị đúng không? Dạ đúng nghe vậy. Nói cô chị có cô em dâu make up rất đẹp. Dạ, dạ đúng vậy. Thì dạ. Thật quả dạ. Vậy thì mỗi lần mà chị lên đây cái khuôn mặt chị make up cũng là nhờ make up nên nhìn hoàn toàn khác những ngày bình thường. Bình thường thấy chị duyên dáng, còn lần này thì thấy đẹp. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thì dạ. Chị Kim ơi, sau một tuần lễ làm việc mệt mỏi, chị có thấy mệt không? Và em thì em thấy một tuần lễ công việc hàng ngày của em là cứ đi lo quảng cáo, lo những cái thương mại cho những cơ sở nào mà muốn quảng cáo cho đài. Còn công việc chị thì là in ấn, thì chị thấy sao? Công việc của Kim thì cũng rất là bận. Nói chung bận rộn, ngày nào Trang tới là thấy khách hàng ra vô rất là đông đúng không? Nhưng mà ngược lại thì Kim vẫn luôn luôn dành thời giờ cho chính bản thân mình. Mình buổi cuối tuần đi chơi hoặc là đi nghe nhạc, đi biển. Được biết là Select Practice and Printing là chỉ làm từ thứ hai đến thứ sáu mà thôi đúng không chị? Dạ, làm thứ hai đến thứ sáu, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy thì nhân viên Kim vẫn làm ở warehouse. Điên chị thì chỉ dành hai ngày cuối tuần cho gia đình. Dạ. Cho gia đình và cho mình. Khi mà một cái cơ sở thương mại mà ổn định đến một cái tầm vóc mà được nghỉ ngày cuối tuần, đó là một cơ sở có thể xác định là quá là có một cái business mà đã ổn định rồi đúng không chị? Dạ, đúng thường rồi. Là họ làm 7 ngày một tuần luôn nếu mà là nhà in. Không thì trước đó thì Kim cũng làm, nói chung Kim làm 6 ngày một tuần thôi. Trước đó lúc nào tuần Kim mở từ Monday đến Saturday, nhưng mà sau này Kim cách ngày xa thôi để Kim cũng có thể xâm thai Kim ra đó với điều kiện nhiều khi khách hàng họ gọi họ cần mình đúng họ rồi. Make appointment họ ra thì Kim ra ngoài gặp khách hàng lấy order nhưng mà chỉ là appointment only special person thôi ha. Lúc nào mình cũng dành cái sự đặc biệt cho khách hàng hết. Thì nhưng mà làm gì làm mà chị vẫn dành riêng 2 ngày để chị có thể enjoy, thưởng thức cái cuộc sống bên ngoài sau cái giờ làm việc, đó là điều quá tốt rồi. Dạ, thì thực ra đời sống mình phải được quân bình lại Trang. Cho dù mình có làm cực nhọc đến cách mấy nhưng mà mình cũng phải spend thời giờ cho gia đình, cho những người thân mình và cho chính bản thân mình. Thì nói chung thì cuộc sống mình sẽ thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và mình sau cảm thấy khỏe mạnh hơn. Giống như mình dành thời gian cho mình để mình nghỉ ngơi rồi mình trở lại làm việc thì mình thấy nó thoải mái hơn nhiều. Dạ, với chị? Là công việc mình làm mà giỏi hơn nữa. Tốt hơn nữa. Tốt hơn nữa, dạ. Như là tuần vừa rồi thì chị có nói thêm về vấn đề là chị in brochure cũng như là in poster. Nhưng mà ngày hôm nay em thấy chị có mang theo một số những cái cuốn magazine. Thì chị giải thích sao với những cái công việc này chị? Đây là một trong cuốn sách mà Kim in cho... Đẹp quá ha. Cái quality nhìn rất là thì đẹp. Cái bìa là màu, bên trong là trắng đen. Hôm nay thì Kim đi sâu vào chi tiết hơn. Giấy này là giấy thường thôi, không phải giấy láng. Bên trong là hoàn toàn màu đen hết. Đó. Trắng đen. Cái khổ này là nó thường thường người ta in khổ này hoặc là khổ này Trang. Nó hai khổ khác nhau, hai khổ là... giấy khác nhau. Nhưng mà cái nhỏ lớn cũng là standard hay sao? Nó là standard, hai cái khổ này là hai khổ standard. Khổ này thấy bằng chỉ một nửa khổ này, thấy không? Thì mình in như vậy nó lợi hơn. Đúng rồi. Thay vì mình in cái khổ nó lớn hơn một chút như vậy, nó lớn một chút thì nó không đúng standard thì mang cái giấy riêng là bỏ hết phải không? Mình phải bỏ đi thì nó hơi, nó cái giá thành nó hơi cao. Đúng rồi. Thì thường khách hàng họ hay chọn hai cái khổ này. Khổ này là 5.5-8.5 và cái này là 8.5-11. Bên trong cái cuốn sách này như quý khán giả thấy là họ in màu hết. Đẹp. Từng trang là họ in màu hết giấy glossy. Nó rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Và Trang thấy cái gáy này không? Cái gáy này là người ta, mình gọi là saddle stitching. Là saddle stitching là ở giữa nó có đóng hai cái kim. Nó có hai cái kim ở hai giữa. Nhưng mà nhìn thấy cuốn sách trên tay của chị với cái chất lượng á,
thì nghĩ rằng nhiều khi là thường phải những nhà in của Mỹ hoặc là nhà in lớn, nhưng mà đâu có nghĩ là một cái người Việt Nam, một người đàn bà làm chủ một cái nhà in mà làm được những cuốn sách đẹp. Nếu mà bình thường ra ngoài em không nghĩ là in tự nhà in Việt Nam đâu. Mình không phải là mình nói là nhà in Việt Nam là không có đủ điều kiện hoặc là mình không có đủ máy móc để mình làm. Nhưng mà thường là những cái nhà in của do người Việt Nam mình làm chủ, họ không dám đầu tư những cái máy móc lớn để làm, đúng không chị? Tại cái vốn máy móc cũng là một cái điều cần phải nói, đúng không chị? Dạ đúng, dạ đúng. Tại vì thường là in mấy cuốn sách mà đẹp như vậy là phải cần có máy móc hiện đại nhiều hơn, chị Kim thấy đúng. Dạ đúng, dạ đúng. Tuy nhiên thì Kim vẫn có thể Kim in được cái số lượng nhỏ. Khi mình nói những cái magazine giống như vậy nè, cuốn sách như vậy nè, thường thường mình in trên máy lớn. Đúng rồi. Trong cái máy nó rất là lớn, máy 4 màu rất là lớn. Nhưng mà Kim vẫn có thể Kim in cái số lượng nhỏ, chẳng hạn như khách hàng họ cần in 100 cuốn như vậy. Mình vẫn in được. Nếu mình in trên máy thì giá thành nó rất là mắc. Đúng rồi. Thì Kim có, công ty Kim có đầu tư một cái máy, nó gọi là digital printing. Máy nó lớn đẹp, Kim mới mua mấy tháng à. Mới mang về có mấy tháng thôi, sản phẩm in ra rất là đẹp. Nhưng mà cái số lượng đó để dành cho in số lượng nhỏ thôi. Thí dụ như ta in 100 cuốn, 200 cuốn gì đó, 300 cuốn, mình in trên cái máy đó. Nếu mà thì mình đưa đến những cái nhà in lớn của Mỹ thì họ cái điều kiện, cái quality, cái số lượng họ phải đòi hỏi cái điều kiện là bao nhiêu số lượng, đúng không chị? Trang phải tùy theo mỗi cái job mà mình lấy vô. Thí dụ có những nhà in họ chỉ có máy lớn thôi, họ không có máy nhỏ, thì họ in, nói chung là phải in cái số lượng nó lớn. Nếu mà thì cái giá nhỏ thành nó mới rẻ được. Mà in cái số lượng nhỏ thì cái giá thành nó rất là mắc. Đúng rồi. Đó. Thì mình muốn tạo điều kiện mà in một cái giá thành nó rẻ thì bắt buộc mình phải đầu tư thêm một cái máy nữa. Máy đó là gọi là digital printing, Kim mới mang về khoảng chừng có 3-4 tháng in ra quality rất là đẹp. Mà in rồi họ nó đóng luôn tại chỗ luôn, tức là mình in xong ra nó đóng shadow stitching vậy nè, có hai cái kim ở đây nè. Đóng luôn. Thì cái nhưng mà cái ngoài cái vấn đề mà chị nói là đóng kim ở gáy sách như vậy với cái gáy sách mà không có đóng kim thì như thế nào, nó có khác nhau không chị? Em khác chứ, khác. Chẳng hạn như nói cái cuốn này nè, sách này, ngành in mình gọi là perfect binding. Perfect tức là hoàn hảo đó, thấy không? Nó glue ở đây nè. Những cái perfect binding nó chỉ dành cho những cái cuốn sách mà nhiều trang. Như cái này thì mình không thể nào đóng nhiều trang được hết á. Shadow stitching chỉ ít trang thôi, nhưng mà cái này là phải nhiều trang. Perfect binding này là có nghĩa là chị đóng những cuốn sách nào khoảng bao nhiêu trang trở lên thì mình mới đóng cái perfect binding này. Khoảng chừng 100 trang, 200 trở trang, lên 300 thì trang. Chừng 100 trang trở lên đó. Nhìn đẹp, như người ta in thấy không? Mình in rất là quality. Rất là đẹp. Rất là đẹp, đó thì vậy là coi như nhà in chị là in không thiếu cái gì ngoài cái vấn đề mà giống như là chị vừa nói là vấn đề lịch, là chị sẽ nghĩ lại giống như tuần vừa rồi chị nói rồi, how about yellow page, giống như là yearbook á chị, thì chị có nghĩ đến chị sẽ làm mấy cái cuốn đó cho cộng đồng Việt Nam mình không? Tại em thấy ở đây hầu như các media, mấy cái nhà báo lớn ở đây đều làm yellow page mỗi năm. Chẳng hạn như là Viễn Đông hay là người Việt, người đó. Việt. Cái đó lại là một cái ngành in nhưng mà nó đi với cái lĩnh vực khác nữa. Thì được họ in trên máy web, nó lại khác nhau. Cái máy web thì giá thành nó rẻ hơn nhưng mà cái quality nó không có được như vậy. Nhưng mà cái magazine mà họ này phải in cái số lượng lớn, lại khác nữa cho em. Nhưng mà chị có nghĩ khi nào, một ngày nào đó chị sẽ tìm hiểu để mua một cái máy web đó để về cùng phục vụ với, cùng làm việc chung với cộng đồng Việt Nam mình về những cái cuốn sách đó không? Thực ra Kim không nghĩ tới đâu, hàng ngày dùng đủ thôi. Kim nghĩ là cuộc sống mình nó cũng như vậy là ok rồi, đúng không chị? Cuộc sống ok rồi. Tại vì em thấy là hiện bây giờ tất cả những cái báo daily ở đây họ đều có cuốn yellow page mỗi năm đó. Thì không biết là họ in ở đâu thì mình không biết. Nhưng mà nếu mà có một cái nhà in Việt Nam để làm những cái đó thì em nghĩ là cũng là cái vui. Nhưng mà tại vì chị không nghĩ tới là vì chị đã làm những cái công việc hàng ngày quen. Công việc rất là bận rộn rồi. Mà mình quen rồi. Rồi khi mà in những cái sản phẩm tại chị như vậy thì thường là chị hay có một cái khuyến mãi, một cái promotion gì dành cho khách của chị không? Giống như vừa rồi Kim có nói về Kim có khuyến mãi vấn đề về in business card đó cho em. Thì Kim vẫn tiếp tục giữ cái đó cho đến cuối tháng 5. Hy vọng là quý khán giả sẽ ủng hộ. Tới công ty sách bên tôi ủng hộ. Chắc em phải please chị là coi như chị giữ cái khuyến mãi này hoài đến khi nào mà chị còn vẫn còn cộng tác với VBS. Ok. Tại vì sao?
tại nếu vì... mà như vậy thì khi mà quý thính giả gọi vô mấy cái giá đó thì sẽ nói là mention là nghe đài VBS thì Kim vẫn cho cái giá đó. Đúng rồi, tại vì chị biết sao không? Bớt 10 đô la mà để có 1.000 cái business mới á, thì em nghĩ là họ sẽ siêng năng họ đổi cái business kho hoài đó. Tại vì thực ra cái giá nó quá rẻ thôi chứ. Rẻ quá luôn đó chị ơi. Giấy full color đẹp là rẻ. Rất là rẻ. Tại vì em thường á, là mỗi lần em đi làm 35 đồng là em đã thấy rẻ rồi. Mà khi mà em làm 40 thì em mới thôi kệ mình cứ xài. Nhưng mà nếu 25 đô la cho 1.000 cái business kho như vậy á, thì em sẽ siêng năng em gửi đến tay người khách của em nhiều hơn. Lúc trước là mình phải cũng select. Thì rất là cảm ơn chị đã bỏ thời gian tới để trò chuyện với khán thính giả của VBS. Thì trước khi mà chị em mình lại chia tay với khán thính giả VBS một lần nữa, thì chị có một cái lời nói nào để gửi đến với khán thính giả trong cái mùa hè năm nay không? Thì Kim lúc nào Kim cũng biết ơn quý thính giả của VBS hoặc là những khách hàng đã ủng hộ công ty Select Graphic Printing trong những năm qua. Kim hy vọng rằng quý khán giả cho công ty Select Graphic Printing tiếp tục ủng hộ công ty, và nếu mà quý khán giả cần về vấn đề in ấn, xin gọi cho Kim, số phone là 714-553-6392, 714-553-6392. Và đúng vậy thưa quý vị, chỉ có một cách là quý vị hãy cho Select Graphic and Printing nhiều nhiều cơ hội hơn nữa. Và cái số phone mà quý vị gọi đến để cho chị Kim đây có cơ hội phục vụ quý vị là 714-553-6392. Và được biết là Select Graphic and Printing tọa lạc 11931 trên đường Euclid Street thuộc thành phố Garden Road 92840. Và một lần nữa Diễm Trang cũng như chị Kim Lê đây xin gửi lời cảm ơn cũng như là tạm biệt quý vị tại đây. Hẹn lại quý vị vào buổi nói chuyện kỳ tới mỗi thứ sáu hàng tuần. Và xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt chị. Kim xin chào tạm biệt Diễm Trang. Kim xin chào tạm biệt quý khán giả của đài VBS. Xin kính chúc quý khán giả và gia đình một ngày thật vui vẻ và bình an.